Xin chào các bạn. Cuộc tấn công mới đây của Ukraine bằng các phương tiện không người lái nhắm vào quân cảng Sevastopol của hạm đội Biển Đen Nga trên bán đảo Crimea là một sự vụ rất nghiêm trọng khi nó để lại những hậu quả làm cuộc chiến ngày càng leo thang. Với Ukraine, thỏa thuận ngũ cốc bị đình chỉ và Nga quay trở lại phong tỏa Biển Đen. Cùng với đó là một đợt không kích tên lửa trên quy mô lớn trên khắp lãnh thổ Ukraine được tiến hành. Trong khi với Nga, có thiệt hại với các tàu chiến của hạm đội Biển Đen đang neo đậu. Khi đã có những thông tin nói rằng soái hạm tàu Amiral Makarov đã bị tấn công và hư hỏng. Nếu đây là sự thật, thì chỉ trong vòng 6 tháng, hai lần soái hạm của hạm đội Biển Đen bị đánh phá. Sau sự việc soái hạm Moskva, niềm tự hào của hạm đội bị chìm hồi tháng 4 với diễn biến tương tự. Khi các thông tin từ phương Tây nói rằng con tàu bị tên lửa Ukraine đánh trúng. Cụ thể, ngày 29 tháng 10, một đợt tấn công quy mô lớn đã xảy ra tại cảng Sevastopol, trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea. Thống đốc Sevastopol Mikhail Ravozayev cho biết, đây là cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào thành phố kể từ khi Nga mở chiến dịch ngày 24 tháng 2. Các hãng thông tấn của Nga đều đưa tin có 9 máy bay không người lái UAV và 7 phương tiện dưới nước không người lái USV tham gia vụ tấn công dưới sự chỉ đạo của các cố vấn Anh. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công mới nhất ở Sevastopol được tiến hành bởi Trung tâm Tác chiến Hàng hải số 73 của Ukraine. Nhóm quân này được huấn luyện bởi các chuyên gia thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đóng tại Ochakov, vùng Nikolaev. Đáng chú ý, mới đây các lực lượng Anh cũng mới bị Nga cáo buộc có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream hồi cuối tháng 9. Tuy nhiên, chính phủ Anh đều bác bỏ hai thông tin này. Theo thông báo từ phía Nga, các lực lượng của hạm đội Biển Đen đã phá hủy toàn bộ các UAV trên không, trong khi 4 phương tiện dưới nước không người lái USV bị đánh chặn bên ngoài vũng tàu cảng Sevastopol và 3 chiếc còn lại bị phá hủy ở bên trong vũng tàu. Về thiệt hại, Nga cho biết tàu quét thủy lôi lớp 266M và một đoạn lưới để bảo vệ lối vào cảng bị thiệt hại nhẹ. Sau vụ tấn công, xác của các phương tiện không người lái dưới nước của Ukraine đã được trục vớt. Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga cùng với đại diện của các cơ quan các quốc gia khác đã tiến hành kiểm tra xác các tàu này. Kết quả khôi phục thông tin đọc được từ bộ nhớ và bộ thu định vị các phương tiện này cho thấy rằng các mô đun điều hướng của chúng do Canada sản xuất. Việc phóng ra các phương tiện không người lái trên biển được thực hiện từ bờ biển gần thành phố Odessa. Với lộ trình, lúc đầu các tàu ngầm không người lái di chuyển dọc theo khu vực an ninh của hành lang ngũ cốc để tránh bị phát hiện. Sau đó chúng thay đổi hướng, tấn công vào căn cứ hải quân của Nga ở Sevastopol. Vào thời điểm tấn công, có nhiều tàu đang neo đậu. Đây được coi là lúc các tàu chiến yếu nhất. Xuyên suốt lịch sử, có nhiều ví dụ về việc các cuộc tấn công của tàu đối phương neo tại cảng. Mà nổi tiếng nhất là vụ tấn công Trần Châu Cảng. Trụ sở của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ do đế quốc Nhật thực hiện vào năm 1941 làm thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội này. Đến thế kỷ 21, sự kết hợp giữa đổi mới kỹ thuật khiến cho các cuộc tấn công như vậy đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Khi mà phía tấn công giờ đây không nhất thiết phải cử các đơn vị như tàu chiến, máy bay, tàu ngầm hay đặc công phải trực tiếp mạo hiểm tham chiến, vì các phương tiện không người lái UAV hay USV được điều khiển từ xa có thể xác định và tấn công trực tiếp các mục tiêu. Và cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol mới đây là một trong những lần đầu tiên phương pháp này được sử dụng. Đây sẽ là tiền đề để các chiến thuật mới trong lực lượng hải quân ra đời và hoàn thiện. Về phía Ukraine và các nước phương Tây, sau vụ tấn công, hiện một số thông tin cho rằng khu trục hạm tên lửa Amiral Makarov, soái hạm mới của hạm đội Biển Đen đã trở thành mục tiêu. Soái hạm Amiral Makarov là một trong 3 tàu chiến Nga bị thiệt hại trong vụ tập kích. Bộ Quốc phòng Anh cũng đã nói rằng Nga đưa ra các cáo buộc giả mạo về Anh nhằm đánh lạc hướng khỏi cuộc thảm họa tại Ukraine, nhưng không nhắc cụ thể Sevastopol. Được biết, khu trục hạm Amiral Makarov là soái hạm mới của hạm đội Biển Đen Nga sau sự việc soái hạm Moskov bị đánh chìm hồi tháng 4 năm nay. Mặc dù nhỏ hơn tàu Moskov, nhưng tàu Makarov là một chiến hạm hiện đại của Hải quân Nga. Nó thuộc lớp dự án 11356 được Nga chế tạo và đưa vào biên chế hạm đội Biển Đen từ năm 2018. Nó có chiều dài gần 125m, sườn ngang hơn 15m, trọng tải tối đa hơn 4.000 tấn, với thủy thủ đoàn 200 người. Vận tốc tàu có thể đạt 56 km/h, với tầm hoạt động lên tới gần 9.000 km. Hiện Ukraine đã công bố các video được cho là quay từ những chiếc USV tham gia cuộc tấn công. Trong đó có đoạn cho thấy đã có USV tiến đến rất gần chiến hạm của Nga
và phía Nga đánh trả bằng súng máy trên tàu và trực thăng Mi-8 trên không. Nhưng các đoạn video đều chấm dứt trước khi xác định được các USV này có đánh trúng mục tiêu trước khi bị tiêu diệt hay chưa. Trên thực tế, đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên kiểu này nhằm vào quân cảng Sevastopol và Ukraine vẫn chưa nhận trách nhiệm về việc thực hiện. Nhưng với vị trí chiến lược và tầm quan trọng bậc nhất, Sevastopol thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong những tháng gần đây. Nghiêm trọng nhất là hồi tháng 7, 6 người đã bị thương khi một máy bay không người lái đâm trúng trụ sở của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Cuộc tấn công này xảy ra vào ngày Hải quân Nga. Các vụ tấn công này khiến căng thẳng thực sự ngày càng leo thang, và nó không khác gì vụ đánh bom cầu Crimea đầu tháng 10. Và dường như nó mang lại tính biểu tượng truyền thông nhiều hơn cho Ukraine hơn là được lợi ích thực sự trên chiến trường. Vì về cơ bản, hải quân Ukraine chưa từng xuất hiện và ưu thế tuyệt đối của Nga trên Biển Đen là tuyệt đối. Vậy các bạn nghĩ sao về vụ tập kích này? Nó mang lại những gì cho Ukraine? Và liệu Nga sẽ có động thái gì trước các nước phương Tây, đặc biệt là Anh, sau cáo buộc mới đây? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình bên dưới nha! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.